Nhìn em xinh hơn trong clip ấy. Vì cái clip này mà anh kêu tôi đến đây à? Không. Vì thằng Bảo em anh, nó thèm em lắm đấy. Cho nên là anh thấy tò mò. Thằng Bảo là em của anh hả? Xin lỗi nha, anh kêu người khác đi. Tôi đây không muốn dây dưa với bất kỳ đứa nào liên quan đến thằng khốn nạn đó. Em kêu vết nhở? Thế nếu mà anh có liên quan đến cả thằng này nữa thì sao? Anh Vinh, tại sao anh có clip này? Thì thằng Bảo nhờ anh đánh cái cu này. Bù em à? Đánh nhân ấy còn gì là người nữa. Sao? Em còn muốn đi nữa không? Tùy em. Anh thì không phải là loại đàn ông mà ép phụ nữ ngủ với mình. Kể cả là cafe. Mà anh nói cho em biết, anh đánh nó được thì anh cũng tha cho nó được. Vẫn không tin à? Đưa máy thằng Vinh đi. Anh Vinh. Tin nhá. Hay là anh bảo nó gửi ngón tay thằng bù em về làm quà cho em nhé. Em tin rồi.